Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, cùng với các giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong đại dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ. Bởi theo lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp đã tin tưởng đầu tư lớn và lâu dài tại Đồng Nai, nên chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết vướng mắc, đảm bảo chuỗi sản xuất của doanh nghiệp không bị đứt gãy, vận hành thuận lợi để tiếp tục phát triển. Từ lúc đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, đến nay đã có hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho người lao động lưu trú tại công ty để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Ban đầu khi áp dụng phương án trên, doanh nghiệp dự tính kéo dài khoảng 2-4 tuần, hy vọng dịch bệnh sẽ lắng xuống để có thể trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện đã lây lan vào một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Do đó, một số công ty buộc phải tạm dừng sản xuất để khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Nhiều doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ có F0 đã phát sinh nhiều khó khăn khi thực hiện phương án này kéo dài. Công ty chúng tôi tạm thời ngưng sản xuất, nhưng việc giao nhận xe vẫn được thực hiện. Chỉ một số nhân viên ở tại công ty mới làm việc, nhưng ngưng việc lâu quá ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số và tình hình kinh doanh chung. Chúng tôi mong khi đã được tiêm vaccine, doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại để đảm bảo sản xuất. Thực hiện 5K tại doanh nghiệp, đồng thời là những cái cách ly phải tuyệt đối với môi trường bên ngoài, kể cả các cái nhà cung cấp ở bên ngoài vô, lẫn cái thành viên ở trong công ty đều phải thực hiện nghiêm túc chuyện đó. Thì hơn thêm vào đó thì cái nguồn mà động viên về mặt tinh thần và cái đời sống tinh thần mà ban giám đốc tạo truyền cho cái người lao động trong công ty ấy, trong thời gian mà họ làm việc ba tại chỗ cũng rất là quan trọng. Và một cái quan trọng mà tôi nghĩ rằng là trên hết ấy, là cái vaccine. Vaccine là một cái nguồn mà có thể đảm bảo được cái tâm lý và cái hoạt động an toàn nhất cho công ty thời điểm này. Cho nên trong những thời gian tới thì tôi cũng muốn kiến nghị là cái vaccine được phân bổ tốt hơn cho các công ty mà thực hiện ba tại chỗ như công ty chúng tôi, và để đảm bảo cái liều thứ hai được đánh đến nhanh nhất trong thời gian 4 tuần tới. Do trước đây, khi xây dựng nhà xưởng, hầu hết các công ty không tính toán đến việc làm các khu nhà ở cho công nhân. Vì thế, thời gian qua, những doanh nghiệp triển khai cho công nhân lưu trú tại nhà máy đều phải tận dụng các khu nhà xưởng còn trống hoặc dựng tạm các lán trại tại những khu đất trống để bố trí chỗ ở cho người lao động. Nhưng việc này phát sinh hàng loạt vấn đề khác đi kèm như điện, nước, sinh hoạt, nơi tắm rửa, vệ sinh của hàng trăm công nhân. Mặt khác, các doanh nghiệp phải tăng lương, trợ cấp, đài thọ, chi phí ăn uống, điện nước, phục vụ người lao động suốt thời gian thực hiện ba tại chỗ. Đây cũng là khó khăn của doanh nghiệp, nhưng do để đảm bảo chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ lại xuất hiện các ca F0, khiến cả doanh nghiệp và người lao động đều rất lo lắng. Bởi vì bản thân cái sản xuất ba tại chỗ không có nghĩa là người ta hoàn toàn đóng khung sản xuất trong cái doanh nghiệp. Trong cái hoạt động ba tại chỗ, doanh nghiệp vẫn phải xuất nhập hàng, có cái mối quan hệ với bên ngoài. Cái thứ hai, cái cung ứng các cái vật tư thiết bị cho doanh nghiệp, kể cả cái suất ăn. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà các cơ quan quản lý nhà nước lo lắng là sẽ dẫn đến cái lây nhiễm vào trong khu công nghiệp. Và tình trạng hiện nay á, đặc biệt á, là các cái lái xe trong cái lĩnh vực xuất nhập khẩu là chưa được tiêm vaccine nhiều. Do đó cái khả năng lây nhiễm trong cái doanh nghiệp 3T này rất là đáng ngại. Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp hoạt động nhất cả nước. Nhưng với diễn biến phức tạp của đợt dịch lần này, việc tạm ngưng hoạt động tại các nhà máy là cần thiết. Song, các doanh nghiệp tại Đồng Nai hầu hết sản xuất hàng để xuất khẩu liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc cho phép doanh nghiệp sản xuất ba tại chỗ để không đứt gãy chuỗi sản xuất là phương án tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay. Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và các ngành sẽ tiếp tục tìm hiểu những vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Hiện nay là các cái doanh nghiệp mà thực hiện cái ba tại chỗ thì cái khó khăn ngày càng nhiều, và trong đó đặc biệt là do cái thời gian ba tại chỗ nó kéo dài, cái tâm lý của người lao động hiện nay có nhiều cái biến động. Do đó là về phía cơ quan quản lý nhà nước, ban quản lý sẽ nghiên cứu cái ba tại chỗ để có cái kiến nghị cấp trên cũng như khuyến cáo các doanh nghiệp để mình triển khai trong cái giai đoạn tiếp theo. Chúng ta là phải ra lại hết cái ba tại chỗ, đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề cái nơi nghỉ của người công nhân, và đồng thời bổ sung các cái
vấn đề dịch vụ thiết yếu bên trong của các doanh nghiệp ba tại chỗ để ổn định tư tưởng của công nhân và công nhân xác định là mình sẽ làm việc lâu dài trong cái doanh nghiệp ba tại chỗ. Tỉnh Đồng Nai khuyến khích duy trì phát triển sản xuất nhưng vẫn ưu tiên chống dịch và sức khỏe, tính mạng con người luôn được đặt lên hàng đầu. Yếu tố an toàn là quan trọng. Các cơ sở tạm ngừng thì cũng phải chờ tỉnh trở lại phục hồi thì mới trở lại sản xuất. Còn các cơ sở đang thực hiện 3T an toàn thì phải giữ vững cái 3T an toàn đó. Nếu mất an toàn là phải dừng ngay. Yếu tố an toàn là quan trọng. Do đó, các cái doanh nghiệp làm sao chăm lo cho công nhân, động viên công nhân thực hiện 3T, sản xuất an toàn và cách ly với bên ngoài một cách nó vững. Chứ nếu bị thâm nhập, cả doanh nghiệp có F0 thâm nhập vô cả doanh nghiệp là hết an toàn. Hết an toàn là phải dừng sản xuất. Đó. Nên yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo không có bị nhiễm F0 vào doanh nghiệp thì mới vẫn tiếp tục sản xuất được. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xin dừng thực hiện phương án 3 tại chỗ do nhiều nguyên nhân như hết đơn hàng, cơ sở vật chất không đảm bảo hoặc theo nguyện vọng của người lao động. Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và có ý kiến chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận trở lại việc đưa người lao động trở về từ các doanh nghiệp trong các trường hợp nói trên, đồng thời có biện pháp quản lý người lao động trở về phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Vâng, sản xuất công nghiệp là mắt xích gắn kết nhiều doanh nghiệp với nhau, bởi mỗi công ty thực hiện một vài công đoạn trong chuỗi đó. Chỉ cần một số doanh nghiệp trong chuỗi không thể duy trì sản xuất là cả chuỗi sẽ ách tắc, đứt gãy. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần phải chung tay cùng chính quyền để vượt qua dịch bệnh, ổn định sản xuất và giải quyết các khó khăn trước mắt. Đến khi vaccine được tiêm đủ cho người lao động thì hoạt động sản xuất mới mong sẽ trở lại bình thường. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo của chương trình. Thưa quý khán giả, Sở Công Thương Đồng Nai vừa qua đã thành lập tổ kiểm tra tình hình các công ty cung cấp suất ăn tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra thực tế đã phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập. Tại các nơi đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đề xuất xử lý một số đơn vị do chưa đảm bảo về cơ sở vật chất như khu vực nấu ăn có sàn ẩm thấp, đọng nước, không có khu vực để thức ăn sống và chín riêng biệt, thực phẩm để chế biến không tươi. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty này khẳng định các suất ăn này là chế biến để cung cấp cho hơn 500 nhân viên tuyến đầu và bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 3. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì các suất ăn trưa công ty giao cho bệnh viện hoàn toàn không giống như lúc kiểm tra và khẩu phần cũng chưa tương xứng với đơn giá đã ký hợp đồng. Do đó, tổ kiểm tra chưa thể kiểm tra được nơi đã chế biến ra các suất ăn cung cấp cho bệnh viện dã chiến. Những bất cập này, nếu không được khắc phục, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân viên tuyến đầu cũng như các bệnh nhân đang điều trị. Cái mong muốn đầu tiên là làm sao mà đảm bảo được cái cung cấp, làm sao mà đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là cung cấp đúng giờ. Thứ ba là làm sao mà nâng cao được cái chất lượng đầy đủ tốt hơn. Bên cạnh một số nơi chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì nhiều đơn vị chấp hành khá tốt các quy định, công đoạn chế biến đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị này có không gian thông thoáng, có kho dự trữ thức ăn tươi sống riêng biệt, khu chế biến thức ăn chính riêng. Tuy nhiên, về yêu cầu đảm bảo vận chuyển các suất ăn đến những bệnh viện dã chiến đúng giờ theo hợp đồng thì còn gặp nhiều khó khăn khách quan về vấn đề lưu thông do nhiều phường, khu vực đang bị phong tỏa để phòng chống dịch. Nhìn chung là đã cũng thuận lợi. Tuy nhiên thì hiện giờ thì do cái việc siết chặt cái giãn cách một số điểm thôi thì làm sao mong các anh ở các chốt kiểm soát khi mình nhìn thấy thẻ đỏ, thấy danh sách mà trình là cung cấp cho khu cách ly rồi thì xin lưu thông sớm. Trước ý kiến này của các doanh nghiệp, các tổ kiểm tra của Sở Công Thương Đồng Nai đã ghi nhận để có kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị thực đơn các món ăn cần phong phú, nhiều rau xanh hơn và đặc biệt tiếp tục đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và lực lượng cán bộ tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Thưa quý vị, hiện nay cả nước đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai là ba địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất và tình hình còn diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã hỗ trợ thực phẩm, nhiều yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn của ba địa phương này. Trong đó, Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã phát động kêu gọi ủng hộ thu mua nông sản của tỉnh để hỗ trợ đồng bào người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương vượt qua khó khăn, sớm ổn định tình hình, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Sau 3 ngày triển khai, Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã tiếp nhận tổng số lượng hàng hóa hỗ trợ lên tới 205 tấn với giá trị trên 3 tỷ đồng. Số nông sản này đã đến tay người dân thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Trong đó, Đồng Nai nhận được hỗ trợ 50 tấn nông sản hàng hóa. Đây là hình ảnh tỉnh Sơn La đang chuẩn bị hàng hóa, nông sản gửi đến người dân các tỉnh phía Nam bằng tất cả tấm lòng để mong miền Nam chiến thắng đại dịch. Khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch, dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời cho niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường, dù nhiều gian lao thách ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Và ngày hôm nay thì tỉnh Sơn La tiếp tục cùng với các huyện trong tỉnh, cùng với bà con hỗ trợ cho đồng bào dân của chúng ta tại Đồng Nai, Bình Dương với 100 tấn hàng nông sản, rau củ quả của tỉnh Sơn La. 100 tấn này thì chúng tôi sẽ vận chuyển về Hà Nội, sau đó là qua cái con đường vận tải của đường sắt sẽ chuyển vào cho Đồng Nai, cho Bình Dương để góp một phần vào cho chiến thắng đại dịch của hai tỉnh, và cũng như là để chung tay với đồng bào chúng ta trong tỉnh Bình Dương và Đồng Nai vượt qua đại dịch này. Hai ngày sau khi xuất phát, chuyến tàu nghĩa tình này đã có mặt tại ga Trảng Bom để được trung chuyển về các địa phương. Hàng hóa nông sản mà tỉnh Sơn La hỗ trợ đợt này gồm gạo, mì gói, súp, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, bún miến, bí xanh, bí đỏ, đu đủ, su su, khoai tây, măng khô và đậu phộng là những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Sơn La. Mặc dù Sơn La đang là địa phương tình hình dịch bệnh khá phức tạp, nhưng tỉnh đã hỗ trợ hết mình chi viện y bác sĩ và hàng hóa cho các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai. Đây là một nghĩa cử rất đẹp, vừa giúp đỡ người dân phía Nam, vừa quảng bá hình ảnh nông sản Sơn La đến với người dân khu vực phía Nam. Trên địa bàn cả nước thì chúng ta đã thấy miền Nam ruột thịt, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cũng đang hết sức là khó khăn trong cuộc chống đại dịch COVID-19. Tương thân tương ái với bà con, đồng bào miền Nam thì tỉnh Sơn La cũng phát động phong trào là chúng ta cùng với bà con miền Nam ruột thịt để vượt qua đại dịch này. Trên tinh thần đó thì các huyện, thành phố trong cả tỉnh, bà con nhân dân trong cả tỉnh, rồi tỉnh đã thực hiện sử dụng ngân sách để thực hiện hỗ trợ cho bà con, cho đồng bào mình tại Đồng Nai, Bình Dương để bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch này. Sự đồng hành góp sức của Sơn La nói riêng và cả nước nói chung là yếu tố quan trọng nhằm thắt chặt sự đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Vâng, những hỗ trợ sức người sức của các tổ chức cá nhân không những giúp Đồng Nai có thêm nguồn lực chống dịch mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, đem đến cho chúng ta thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Chuyên mục Hội nhập Kinh tế xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.